lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông ở lứa tuổi học sinh trong một tuần ra quân. Số liệu mà lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Huế cung cấp cho thấy tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông trong học sinh vẫn còn diễn ra phức tạp, cần có sự phối hợp của toàn xã hội, đặc biệt là sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc giáo dục nhắc nhở con em trong thực hiện luật giao thông đường bộ. Không đội mũ bảo hiểm, kẹp ba, dàn hàng ngang hay phụ huynh chở con đi học mà không đội mũ bảo hiểm. Những hình ảnh có thể dễ dàng bắt gặp vào thời điểm sáng sớm trước giờ vào lớp tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Huế. Dạ, ba mẹ em bận không có thời gian rộng, ba mẹ giao em sẽ 50 phân khối để di chuyển tới trường. Em không đủ tuổi để tham gia sử dụng phương tiện này. Hôm nay em đi xe quay 50, xe này là mẹ em mua khi tháng trước, để mẹ em nói là thôi để vài tháng nữa đủ tuổi bơ đi luôn chứ đường xã xa xôi mệt, nên mua cho đỡ đỏ. Bình quân mỗi ngày, tổ tuần tra của đội cảnh sát giao thông công an thành phố Huế xử lý hàng chục trường hợp vi phạm liên quan đến lứa tuổi học sinh. Việc thiếu sát sao của các bậc phụ huynh khi bàn giao phương tiện cho các em khi chưa đủ tuổi cho phép, cùng với đó là thiếu kỹ năng lái xe an toàn, là một trong những lý do khiến tình trạng vi phạm luật an toàn giao thông diễn ra khá phức tạp trong thời gian vừa qua. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, chúng tôi tiến hành xử lý vi phạm kết hợp với tuyên truyền giáo dục, phối hợp áp dụng các chế tài xử lý linh hoạt, đảm bảo đúng pháp luật, quy định về quyền trẻ em, không gây bức xúc và làm ảnh hưởng đến tâm lý của tuổi học sinh. Qua hơn một tuần ra quân cao điểm xử lý vi phạm luật an toàn giao thông lứa tuổi học sinh, đội cảnh sát giao thông trật tự đô thị công an thành phố Huế đã xử lý 34 trường hợp với 138 hành vi, phạt chủ phương tiện lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện 8 trường hợp, với tổng số tiền phạt gần 30 triệu đồng. Toàn bộ những trường hợp học sinh vi phạm đều được gửi thông báo về nhà trường để xử lý giáo dục. Cùng với xử lý vi phạm, đội phối hợp với lực lượng công an các địa phương làm việc với nhà trường, các hộ dân giữ xe xung quanh trường và yêu cầu không trông giữ xe máy cho học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển và xử lý dứt điểm các điểm trông giữ xe tự phát nhận trông giữ xe máy cho học sinh. Thì trường Trung học phổ thông Giáo Hội đã có những kế hoạch mời công an thành phố Huế về tuyên truyền cho ba khối học sinh 11, 12 và 10, giáo dục cho các em dài lâu để xây dựng ý thức cho các em về luật an toàn giao thông. Tháng 9 là cái tháng an toàn giao thông, cho nên nhà trường chủ tâm vào việc là tuyên truyền, thì lồng ghép vào các giờ châu cơ hoặc là ngoại khóa, đặc biệt là học sinh khối 10 thì nhà trường sẽ tuyên truyền lồng ghép vào cái việc mà gặp gỡ phụ huynh đầu năm, và thông qua việc họp phụ huynh, thông qua cả thời giờ sinh hoạt của giáo viên chủ nhiệm, thông qua hoạt động trải nghiệm để tuyên truyền. Trong thời gian tới, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Huế sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến học sinh, trong đó tập trung vào học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, phụ huynh học sinh, người giám hộ, người giao phương tiện cho các em học sinh khi chưa đủ điều kiện để điều khiển. Bổ sung kiến thức, ý thức chấp hành luật an toàn giao thông cũng như tăng cường xử lý các lỗi vi phạm ở thanh thiếu niên là những giải pháp vô cùng cấp thiết. Thế nhưng sự sát sao, quan tâm từ phía gia đình mới chính là cách bảo vệ tốt nhất dành cho các em.